Hiện tại An Nhiên đang có mặt ở Tiền Giang, nơi đây có một địa điểm du lịch tâm linh vô cùng nổi tiếng, đó là Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Cùng với Thiền viện Thường Chiếu mà An Nhiên đã ghi hình ở tập 41, thì đây cũng là một địa điểm tâm linh nữa thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng. Sau khi trải qua quãng đường gần 2 km từ ngoài đường lộ với những hàng cây xanh mát hai bên đường, thì cuối cùng mình cũng đến được với thiền viện. Trên đường đi luôn có biển chỉ dẫn cho nên rất dễ dàng cho những ai lần đầu đến với thiền viện giống như mình. Phía trước cổng tam quan có bãi gửi xe của chùa, nếu mình nhớ không nhầm thì hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Cổng tam quan của thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác khá lớn, được làm bằng đá, lớp ngói màu đỏ phía trên và hai bên tường rào là những bánh xe pháp luân. Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác được thiết kế gần giống với Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt. Trong suốt quá trình xây dựng, ngôi chùa này được tạo nên bởi công sức của nhiều Phật tử trong chùa. Thiền viện có tổng diện tích 50 hectare, khuôn viên rộng lớn với nhiều cây đại thụ cùng với nhiều khối đá tảng khổng lồ. Đặc biệt tại đây có thánh tích Tứ Động Tâm, được xây dựng theo tỷ lệ 6:10 với thánh tích nguyên mẫu ở bên Ấn Độ và Nepal. Mà quy định ở đây là khi muốn vào thánh tích tham quan thì mọi người phải có áo tràng, cho nên để tiết kiệm thời gian và công sức thì ngay từ ngoài cổng mọi người nên sắm cho mình một chiếc áo nếu như chưa có. Giá mỗi chiếc áo ở đây dao động từ 140.000 đến 150.000 một chiếc. Còn bây giờ hãy cùng với An Nhiên đi bước qua cổng tam quan vào trong khuôn viên của chùa ngay nhé. Ngay phía bên trái là bảng thông báo quy định của Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Theo đó thì Thiền viện chỉ mở cửa vào thời gian từ 6 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều, nên những ai ở xa lưu ý nhé. Vì thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nên kiến trúc của Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác cũng gần giống với những ngôi thiền viện khác. Chánh điện có hai tầng mái dạng cổ lầu, mái lợp ống men sáng quấn nhẹ theo mái đao, hình tượng đặc trưng của Thiền phái Trúc Lâm đương đại, lĩnh hội đầy đủ những đặc trưng của đạo thiền. Mái đao vươn lên giữa trời, tĩnh lặng, thanh thoát, đậm nét chân phương, không mang kiểu dáng cung đình nhưng vẫn rất mạnh mẽ, thể hiện sự siêu thoát. Các thiền viện khác, bên phải Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác cũng có một tháp chuông, còn bên trái cũng được bài trí một tháp trống. Đặc sản của vùng sông nước miền Tây chính là mùa nước nổi. Vì thế xung quanh của Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác còn được xây dựng một hệ thống đê bao phía ngoài, vốn để ngăn chặn được nước lũ dâng vào bên trong khuôn viên.
Thiền viện được chia làm hai khu vực tách biệt hoàn toàn, bao gồm nội viện và ngoại viện. Trong đó, ngoại viện là khu vực với các công trình như chánh điện, tổ đường, thiền đường, giảng đường, nhà trưng bày, lầu chuông và lầu trống. Điểm nổi bật nhất của ngoại viện phải kể đến phần chánh điện với sức chứa lên đến 3.000 người cùng lúc. Đây cũng là lý do giúp cho thiền viện trở thành một trong những điểm hành hương lớn nhất tỉnh Tiền Giang, vô cùng trang nghiêm. Tâm là nơi đặt pho tượng Thích Ca Mâu Ni đang cầm bông sen, tức là niên hoa vi tiếu, điều đặc trưng của thiền phái. Điều này cũng giống như ở thiền viện thường chiếu mà An Nhiên TV đã chia sẻ ở tập 41. Bức tượng được tạc hoàn toàn bằng đá ngọc và thép vàng, có chiều cao 4,5m và kích thước hơn 30 tấn. Đây là bức tượng do đích thân các nghệ nhân người Myanmar chế tác và hiến tặng cho thiền viện. Hai bên của tượng Phật Thích Ca là hai vị Bồ Tát trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo. Đây là Bồ Tát Văn Thủ cưỡi sư tử, còn đây là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng 6 ngà. Phía sau chánh điện là tổ đường, bên trong bài trí tượng của tổ sư Đạt Ma, còn bên dưới là bức tượng của ba vị thiền sư. Viện Trúc Lâm Chánh Giác được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho khởi công xây dựng ngày 28 tháng 4 năm 2012, tức ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thìn. Và trụ trì hiện nay của chùa là Thượng tọa Thích Thông Phương. Ông là đệ tử của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Tử, người có công khôi phục thiền phái Trúc Lâm Việt Nam và là người sáng lập ra thiền viện thường chiếu ở Đồng Nai. Sau tổ đường là một khuôn viên, nơi thờ tượng Lục Tổ Huệ Năng, là một vị thiền sư vĩ đại của Trung Hoa. Ông là vị tổ thứ 6 của thiền phái. Có người còn cho rằng ông mới thực sự là tổ khai sáng ra dòng thiền tại Trung Quốc. Cuối cùng, hãy theo An Nhiên đến với điểm nổi bật nhất của thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, chính là thánh tích Tứ Động Tâm. Có một lưu ý nhỏ nữa, ngoài việc phải mặc áo tràng thì trước khi bước vào thánh tích, mọi người sẽ phải bước qua một cổng bảo vệ. Những đồ dùng như túi hoặc nón chúng ta sẽ phải bỏ lại tại đây. Tất nhiên là sẽ có những hộp khóa để bạn có thể cất đồ vào đó, hoàn toàn yên tâm nhé. Bốn thánh tích được xây dựng đúng theo nguyên mẫu từ Ấn Độ, chỉ có điều là nhỏ hơn, bao gồm vườn Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật được sinh ra, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật tu thành đạo, Vườn Lộc Uyển nơi Phật chuyển pháp luân và Câu Thi Na nơi Phật nhập Niết Bàn. Ngoài ra trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng còn có một khu vực gọi là Tháp Đại Giác,
được xây dựng theo tỷ lệ tương tự nguyên mẫu, có chiều cao ấn tượng lên đến 31 mét. Và tại đây cũng có hồ cá để phóng sinh, mọi người sẽ phải ấn tượng với số cá koi có tại đây đó nhé. An Nhiên xin mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi. Với Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, một đại diện của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã hiện diện ở vùng đất miền Tây hiền hòa và trở thành điểm du lịch hấp dẫn của miền Tây. Hy vọng rằng ngôi thiền viện mới ra đời này sẽ cùng với các ngôi tử viện khác hiện hữu trước đó, theo thời gian sẽ làm phong phú thêm đời sống tâm linh của người dân Tiền Giang cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ giàu tình người. Nếu
bạn yêu thích video, hãy cho An Nhiên một like, chia sẻ, bấm theo dõi cũng như bật chuông thông báo để đón xem những video sắp tới của An Nhiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.